Thông tin từ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đồng Nai, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 6 năm 2023 này đạt trên 88.400 ha, giảm hơn 300 ha so với cùng kỳ. Nguyên nhân diện tích gieo trồng giảm do một số diện tích thu hoạch vụ mùa chậm nên người dân chưa chuẩn bị các khâu làm đất để xuống giống. Một số chân ruộng lúa cao, không đủ nước để gieo trồng. Hơn nữa hiện nay hầu hết diện tích gieo trồng có xu hướng giảm dần do công tác quy hoạch, xây dựng, cho thuê, v.v. Dự ước năng suất lúa đạt 66,45 tạ trên 1 hectare, tăng 0,87%. Bắp đạt 9 tạ trên 1 hectare, giảm 1,22%. Khoai lang đạt khoảng 112 tạ trên 1 hectare, tăng 0,02%. Rau các loại đạt trên 168 tạ trên 1 hectare, tăng 5,22%. Đậu các loại đạt 14 tạ trên 1 hectare, tăng 3,41%. Năng suất cây trồng tăng là do người dân xuống giống đúng vụ, chủ động nguồn nước tưới, thực hiện tốt khâu chăm bón, phòng chống dịch bệnh nên ít bị thiệt hại.